trình kính chào quý vị và các bạn. Liên tiếp 2 ngày nay, thành phố Hồ Chí Minh có sương mù nhẹ giăng phủ ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Và đây là hình ảnh sáng nay, bầu không khí mờ sương lẫn khói bụi ảnh hưởng không hề nhỏ đến sức khỏe của người dân. Dự báo hiện tượng sương mù có thể còn lặp lại ở thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác ở ven biển Nam Bộ như là tại Bến Tre, Trà Vinh và Bạc Liêu vào sáng sớm mai. Bởi vì đêm và sáng thì nền nhiệt toàn miền giảm xuống thấp dưới 26 độ và thậm chí có nơi trời se lạnh chỉ còn khoảng 22 đến 23 độ, tạo điều kiện hơi ẩm trong không khí ngưng tụ, hình thành lớp sương mỏng và giăng phủ nhiều nơi. Sương ẩm có thể giữ khói bụi ô nhiễm ở lại lớp không khí gần mặt đất, khiến cho tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, nhất là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi chúng ta hít thở, khói bụi có thể len lỏi đi vào hệ hô hấp, gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe. Để phòng tránh, quý vị lưu ý hạn chế tập thể dục ngoài trời khi trời nhiều sương mù. Khi ra ngoài thì quý vị nên đeo khẩu trang để cản bụi mịn và bên cạnh đó nên vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Tuy nhiên thì hiện tượng sương mù nhẹ này không kéo dài lâu. Dự báo chỉ sau 1 đến 2 tiếng nắng lên là sương sẽ tan nhanh và bầu không khí quang đãng trở lại. Đến trưa trời nắng mạnh, quý vị còn cảm thấy nóng và dự báo nhiệt độ cao nhất trưa mai tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác của Nam Bộ sẽ dao động trong khoảng nhiệt là từ 32 cho tới 34 độ. Trên biển, dọc vùng biển Bình Thuận đến Kiên Giang gồm các quần đảo Côn Đảo, Thổ Chu, Nam Du và Phú Quốc cũng như ngoài khơi huyện đảo Trường Sa tiếp tục có mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt, ngày mai trời nắng, gió không quá cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.